như chúng ta vừa mới dẫn đến ấy, là có những cái trang mạng về cái chất lượng không khí trên toàn cầu như là trang Airvision hay là trang Palm Air vân vân, thì đây là những cái trang mạng nước ngoài và theo chúng tôi tìm hiểu thì thu thập các cái thông tin từ nhiều các cái loại trạm quan trắc chất lượng không khí khác nhau, từ những cái trạm mà của Bộ Tài nguyên và Môi trường lắp đặt, những cái trạm của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt, một số các đại sứ quán, một số các doanh nghiệp và thậm chí là một số các cái đầu mối mà các cái trang mạng này họ đặt hàng để có thể lắp các cái trạm quan trắc truyền cái thông tin cho cái trang mạng. Ở đây thì chúng ta cũng thấy cái khái niệm là cái hạt bụi mịn PM2.5, có nghĩa là cái hạt bụi với cái kích thước là 2.5 micromet, hết sức là nhỏ. Cho nên để đo được cái nồng độ của cái hạt bụi này thì trước đây là rất là khó khăn. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì đã có những cái công nghệ hiện đại cho phép là đo cái mật độ cái hạt bụi 2.5 micromet bằng nhiều các phương pháp khác nhau. Có những phương pháp chính thống mà các cái quốc gia trên thế giới cũng lắp đặt các cái thiết bị chuẩn mực được kiểm định, được vận hành theo đúng các cái quy trình về môi trường, thì cái số liệu nó sẽ đảm bảo hơn. Có những cái thiết bị đo theo cái công nghệ mới hiện nay, thậm chí là chúng ta có thể thấy trên thị trường hiện nay có những cái thiết bị đo cầm tay rất là nhỏ gọn thì cũng cho ra những cái số liệu tức thời, nhưng mà về độ chính xác thì không thể bằng những cái thiết bị mà đã được chuẩn hóa. Chính vì vậy cho nên là cái thông tin trên các cái trang mạng về chất lượng không khí thì cũng mang cái tính chất để tham khảo. Cái còn thì nếu mà chúng ta mà muốn có những cái số liệu chính thức thì chúng ta có thể tham khảo trên cái trang mạng môi trường thủ đô.vn của Hà Nội hay là các cái trang mạng của Tổng cục Môi trường thì cũng đều đã có cái địa chỉ cụ thể cung cấp cho các cơ quan truyền thông báo chí. Ở đây thì cũng xin báo cáo với các đồng chí là về cái chất lượng không khí này thì trong thời gian sắp tới thì các cái thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì đều đã có những cái kế hoạch để làm sao mà có thể lắp đặt thêm những cái trạm đo về cái chất lượng không khí để có thể cảnh báo kịp thời hơn cho người dân trong những cái mùa mà cái chất lượng không khí nó sụt giảm.